Xin kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục em về thêm một số dòng linh kiện phụ kiện âm thanh cao cấp cho các bác. Đây trước mặt các bác đây là một chiếc kiện loa, bên trong là có hai củ loa. Thông báo các bác là hôm nay là 27 tháng 4, và hôm qua, chiều tối hôm qua đến sáng nay thì em có đi ăn cỗ. Về nhà thấy toang hoang này, toang rồi. Những cơn mưa bất chợt làm những cái bạt như này nó không muốn ở lại với bầu trời mà nó muốn bay xuống đất đấy. Thôi chúng ta sẽ quay trở lại với củ loa đúng không ạ? Củ loa hôm nay em sẽ unbox trực tiếp đây nhá. Nguyên hai nguyên kiện củ loa Hewell 15 NDF 100 C1 các bác nhá. Củ loa Hewell 15 NDF 100 C1, hàng này em đi lấy lại của các đơn vị khác thôi. Đấy. Hàng này thật ra thì em cũng đi lấy lại thôi nha, chứ em không đặt Trung Quốc được. Em cũng đi lấy lại của các công ty, các đơn vị, nhà bán lẻ, nhà phân phối ủy quyền tại Việt Nam. Thì có khá là nhiều các nhà phân phối ủy quyền tại Việt Nam. Đơn vị nào cũng tự tin là nhà phân phối ủy quyền cấp 1 tại Việt Nam. Đơn vị nào cũng tự tin như vậy. Em không biết phải nói làm sao. Nhưng mà em đã quen lấy ở chỗ nào rồi thì em cứ lấy ở chỗ đó thôi. Tại vì hàng của em là ít khi em nhảy cóc lắm. Đây các bác xem nhé. Đấy, nguyên đan nguyên kiện bóc. Bóc này nên là các bác cứ hoàn toàn yên tâm. Bởi vì trong cái loa nó không có ngựa. Loa nhà em về thì em tuổi trâu. Em không chơi với mấy ông mà tuổi ngựa. Người ta gọi là mấy ông tuổi trâu này gặp mấy ông tuổi ngựa, người ta gọi là đầu trâu mặt ngựa, thì em không chơi. Cả khịa luôn ấy. Anh em nào có ghét thì ghét đi nhá. Đây là củ loa Hewell với mã model là 15 NDF 100 C1, công suất 700W, công suất khởi chạy tức là công suất RMS, công suất program là công suất chương trình là 1500W. Đấy, và công suất peak là 3000W trên 8 ohm các bác nhá. Trên hãng ý, họ không ghi là công suất đỉnh điểm trong vòng như nào đâu, nhưng mà thật ra em chuyên về nghiên cứu loa thì em đã thừa biết là cái loại nào nó đánh được công suất nào trong ngưỡng nào. Và tần số đáp ứng của con này là từ khoảng 35 hay là 38 Hz gì đấy đến 3 kHz, độ nhạy 100 dB trên 1V đo 1W, trên 1m đo 1W, điện áp là 283V. Đấy, đây là củ loa Hewell. Đấy, củ loa đấy nhá. Cái củ loa này thì là đã vào dự án là H1215 này của một bác khách ở trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nói thật các bác là hôm nay mới về hàng và thùng thì mới gọi xong được có một tuần nay. Đây nữa, số điện thoại của em đây 0981545058. Đây là cái phân tần và cái thùng đang khớp với củ loa này. Đấy. Các bác không thích cái phân tần như này thì thích chơi phân tần chưa quay thì báo em một tiếng, bởi vì em đây đang bị nhỡ đơn. Cái mạch phân tần mà chịu quay nó có hậu gạt kiểu phân tần 715, 725 ấy, hết hàng. Phải lấy tạm cái này. Lấy tạm cái này, thật sự nó không ưng ý đâu, nhưng mà phải lấy tạm. Làm cái này nó còn chối hơn cả cái phân tần trẻ nhôm. Mà cái linh kiện này nhìn trông cũ chối lắm. Đây là các kiện hàng nhá. Thùng đựng củ nó bát 18 TNVK3000 này. Hôm trước không có gì review subscribe với các bác. Đây là H1, đây là Hỏa Tiễn T24. Trong này thì em có hai đôi H1215 vỏ. Đây một đôi, trong góc kia một đôi nữa. Đôi này là của anh ngoài về ở Bà Rịa Vũng Tàu. Đây một chiếc này, đây một chiếc nữa là hai đôi nữa này. Đấy. Ba đôi. Bốn đôi. Thì quay tổng quan cho các bác nhá. Thì thùng này là năn nữa anh em sẽ lắp lên mà gửi sớm nhất có thể. Đây là kiện xúc kép. Đấy, thôi chết rồi, thế này lại nước vào trong loa nữa rồi. Lại chết rồi, lại nước vào trong loa nữa rồi. Đấy, đây là NS36 này, đánh demo. Nhưng mà các bác hỏi đấy em chưa dám tung ra, bởi vì còn phải cải tiến nhiều nữa. Em còn này E218. Đấy, và BC thì đang hết hàng nhá. Đấy, thì báo cáo các bác là thế. Đây nhá, củ loa nhá, không có con ngựa nào đây đâu. Các bác nhìn này. Đây là khung xương nhá, củ loa nguyên đai nguyên kiện. Còn nhiều các bác cứ hỏi là bên em có con ngựa không? Em không chơi với ngựa. Em đầu trâu mà em đi chơi với ngựa thì người ta gọi đầu trâu mặt ngựa hả? Đấy. Em tuổi trâu nhá.
năm nay cũng gần 30 thôi. Còn các bác nào bảo là trâu gì mà trẻ con thế thì tùy. Đây, 15NDF100C1. Con này ý, thì là neo cục, côn 100. Neo cục nhá, có một cái viên neo ở giữa thôi. Không biết là neo cục, neo vòng ý. Vòng như vòng bé. Vòng nhưng mà vòng bé, không phải là vòng to đâu, vòng bé thôi. Chứ mà neo cục, xin lỗi các bác nhé. Con này độ nhạy rất cao, 100 dB. Trên 1W, điện áp 2.83V. Đo khoảng cách 1m. Chính xác luôn nhá, nhạy 100. Ninh em không nhớ là 100 phẩy mấy decibel đâu, nhưng mà khoảng là 101. Nhớ là 101 thôi, không nhớ chính xác là 100 phẩy mấy. Nguyên đai nguyên kiện, unbox trực tiếp để các bác so sánh hàng của bên em với các đơn vị khác. Giá của bên em bán nó sẽ cao hơn bởi vì hàng đã đi lấy lại. Bóc nốt kiện này ra các bác xem nhé. Không các bác lại bảo là hàng thế nọ thế kia, mà nguyên đai nguyên kiện mà. Hàng này em lấy về là nguyên đai nguyên kiện, có như thế nào thì lấy như thế. Và giá bán thì xin phép không kể, xin phép không kể luôn. Còn các bác muốn thắc mắc về giá gọi trực tiếp cho em. Đây, đây là nguyên đai nguyên kiện này. Đấy, nha. Bút bốc luôn cho các bác xem. Đây là nguyên đai nguyên kiện nhá, không có con ngựa nào trong cái loa đâu, các bác hoàn toàn yên tâm. Mã đây, 15NDF100C1 8 ohm, công suất RMS là 750, công suất bốc gam là 1500 và công suất pick là 3000 trên 8 nhá. Các bác chỉ cần một con đẩy, nếu mà để gọi nó phát huy được cái này cho nó kêu được ấy, 750W hoặc 900W trên 8 ohm. Còn các bác muốn đánh dòng giã 8 tiếng đồng hồ và thay côn loa luôn, cứ lấy con đẩy 1.500W ra đập con này. Nhưng mà nhớ nhá, tần số đáp ứng con này là từ 35Hz, nhưng thôi tốt nhất là các bác HPF 40Hz trở lên, 40Hz đến 3kg nếu mà đánh chưa quay. Hoặc là các bác đánh full ram ấy, có phần tần loa hoàn chỉnh ấy, thì các bác HPF cho em từ 80Hz khoảng 100Hz. Sau thả đến 20kg thả không phanh nhá, không có chém NPF trên tầm 18-20kg đâu, đừng có NPF trên đấy. Nó mất cái giải tiếng xì, tiếng siêu tép đi, nó phí. Tiếng nó không được chi tiết đâu. Đấy. Đây nhá. Còn các bác nào khen chê thì tùy, bởi vì chuyên môn của em là nghiên cứu và phát triển, chứ không phải là bên em chuyên môn về cái gọi là bơm đẻo và chọc ngoái thì em không chơi. Em chỉ có chơi cái món là nghiên cứu và phát triển thôi, làm sao cho ra các sản phẩm càng ngày càng chất lượng hơn. Chứ còn bây giờ lại ra càng ngày càng ối hồ ôi thì các bác không đến với em lần nữa đâu. Em đã bị mất rất nhiều khách vì cái tội là đặt hàng mồm thì nói có, nhưng mà tuần sau mới có thì chết rồi. Đấy, bị nhỡ là do hai lý do chính. Một là hàng về không kịp, hai là các bác đặt nhưng lại chơi theo kiểu là nói mồm, đến lúc gửi vào anh không ưng ý, anh không nhận, thế bắt đầu là cãi nhau với khách thôi. Chả biết không ưng ý không nhận thì nào mà đã nhận hàng đâu mà không ưng ý. Nhiều các bác gửi vào đến nơi có những cái phụ kiện, nói thật các bác nhé, các bác thông cảm, có mấy cái xác cả dày mua nẻ thì nó đắt, ba cái thì 90.000 bao ship, bao ship rồi gửi tận nơi của gọi điện không nghe máy. Lúc gọi mà nghe máy thì bác bảo tao có đặt gì đâu. Thì tả thế cái chuyện này. Nhiều khi em không thể hiểu được. Thì đây cũng chia sẻ luôn các bác nhá. Thì cấu hình hiện tại em đang sử dụng là đang sử dụng với củ loa này. Đây sử dụng với củ loa này. Đào bi. Không ưng con này nhưng vẫn phải lắp, bởi vì tầm này đang hết hàng. Mà các chỗ khác ý thì em hỏi thì họ cũng có bên thì họ báo là hết, có bên thì họ báo là giá cao hơn, nhưng mà chốt giá với khách rồi, bây giờ thay đổi thì làm thế nào. Gọi điện khách thì hơi khó nói chuyện, thế là thôi chấp nhận. Đấy, chấp nhận theo kiểu củ chuối là lắp cái này vào gửi cho các bác, các bác dùng, khi nào mà có củ kia đổi cho các bác, các bác mất tiền ship, em mất tiền ship, trả hơn nhau cái gì. Đấy, được chưa? Đấy, nói luôn thế các bác nhé. Còn ngoài ra thì
với cái cấu hình H1 215 này, như hiện tại bên em đang có mức giá là vào 19 triệu 800, 19 triệu 800 bao ship cho các bác. Đấy, chúng ta sẽ tính tiền thùng loa, củ loa. Đấy, củ loa tép. Thùng phân tần thì là 5 triệu 4 rồi. Tép kia thì thường thường là 2 triệu 950, nhưng cái này là 2 triệu 750. Còn bát này thì các bác cứ thế mà chia ra. Đấy, 19 triệu 800, trừ những cái này, trừ tiền thùng đi, trừ tiền củ tép đi, nó sẽ ra một đôi này là bao tiền. Em không kể giá đâu, thì các bác cũng thừa biết là giá của em xem các cửa hàng khác rồi. Mỗi cái là em sẽ nắp luôn, em sẽ tính luôn cái công đó vào cái này, để gọi là lấy công làm lãi và bán cho các bác làm sao ấy. Các bác về dùng ưng ý và cố gắng là để em tiếp tục phát triển mẫu này. Chứ em thấy cái mẫu này bây giờ nghe có vẻ cũng không được ổn lắm. Bởi vì đợt đầu ấy thì là thấy khá là ổn, nhưng đợt sau không biết là các ông làm thùng kiểu gì này. Nghe thì nó hơi khác một tí. Đợt sau không biết là các ông làm thùng kiểu gì, nghe tiếng thấy hơi khác tí. Đấy, nên bắt đầu này em bảo hơi kiểu này thì các anh toàn chơi xỏ mà. Ban đầu ngon, xong bắt đầu là về sau nó cứ tụt lùi. Thì em cũng chia sẻ luôn các bác này, sắp tới H1 215 trong vòng 3 tháng nữa mà không thương mại được 50 đôi thì em sẽ khai tử dòng này. Bỏ H1 215, bỏ H1 212, em chuyển sang cái dòng Secco, tức là điểm Secco 8 và Secco 10 hoặc là Poi nhé. Poi và Secco đều là điểm hết. Ví dụ Poi 8 hoặc Poi 10 hoặc là Poi 12, à thôi không chưa 12 nữa, chuyển nhé. Thì nó vẫn dựa nguyên trên cái form thùng này, đều có hai cái khoang bát này. Đấy, nhưng mà cái họng kèn này nó sẽ ăn một nửa đây và ăn một nửa trên này. Cái họng kèn nó sẽ thùng nó sẽ lùn hơn này. Ví dụ nếu mà có thì nó sẽ lùn hơn này. Nhưng cái nắp phủ loa nó khó hơn nhiều. Nắp phủ loa nó ví không đơn giản đâu các bạn nhỉ. Thì lúc đó là củ loa sẽ sử dụng họng kèn đặc biệt khác, họng kèn nhôm. Nhôm hoặc kèn. Thì em sẽ liên lạc hoặc là đặt hàng với đơn vị sản xuất họng kèn, làm sao lấy được họng kèn chất lượng. Và sắp tới thì cũng có nhiều chương trình khuyến mại lắm. Ok các bác nhé, video đến đây là tạm thời kết thúc. Các bác nào quan tâm sản phẩm gì liên hệ trực tiếp với em. Đây là củ loa bát của một bác khách ở trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhé. Kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau. Hưng Yên một ngày vừa mưa vừa nắng, rất nhiều cái để quay với các bác, nhưng mà thôi chắc ngày mai kia có mấy cái hay hay em khoe các bác. Ok, xin kính chào toàn thể các bác nha.